Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu mùa giải 2021-2022. Kết quả của một số trận đấu đã khiến chúng ta bất ngờ, đặc biệt là trận đấu giữa Barcelona với Inter Milan trên sân của Inter Milan. Mặc dù Barcelona được đánh giá cao hơn, tuy nhiên thì đội bóng của huấn luyện viên Xavi đã nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Inter Milan, qua đó tụt xuống vị trí thứ 3 của bảng đấu. Kết quả một số trận đấu khác như sau: Bayern Munich giành thắng 5-0 trước Plzen, Marseille giành thắng 4-1 trước Sporting Lisbon, Liverpool đánh bại Rangers với tỷ số 2-0, Ajax thua 1-6 trước Napoli, Porto giành thắng 2-0 trước Leverkusen, Club Brugge giành thắng 2-0 trước Atlético Madrid, Frankfurt và Tottenham hòa nhau với tỷ số 1-1. Cập nhật bảng xếp hạng của Cúp C1 châu Âu sau cái lượt trận thứ 3 diễn ra vào sáng nay mùng 5 tháng 10 như sau. Tại bảng A thì Napoli dẫn đầu với 9 điểm, Liverpool đứng thứ 2 với 6 điểm, Ajax xếp thứ 3 với 3 điểm, đứng cuối là Rangers 0 điểm. Ở bảng B thì Club Brugge dẫn đầu với 9 điểm, Porto đứng thứ 2 với 3 điểm, Leverkusen đứng thứ 3 với 3 điểm, đứng cuối là Atlético Madrid. Ở bảng C thì Bayern Munich dẫn đầu với 9 điểm, Inter Milan đứng thứ 2 với 6 điểm, Barcelona đứng thứ 3 với 3 điểm và đứng cuối là Plzen 4 điểm. Ở bảng D, Sporting Lisbon dẫn đầu với 6 điểm, Tottenham đứng thứ 2 với 4 điểm, Frankfurt đứng thứ 3 với 4 điểm và đứng cuối là Marseille 3 điểm. Ở bảng E, AC Milan dẫn đầu với 4 điểm, Dinamo Zagreb đứng thứ 2 với 3 điểm, đứng thứ 3 là Salzburg 2 điểm, đứng cuối là Chelsea 1 điểm. Ở bảng F, Real Madrid dẫn đầu với 6 điểm, đứng thứ 2 là Shakhtar Donetsk 4 điểm, Celtic xếp thứ 3 với 1 điểm, Leipzig đứng cuối với 0 điểm. Ở bảng G, Manchester City dẫn đầu với 6 điểm, Dortmund đứng thứ 2 với 3 điểm, đứng thứ 3 là Copenhagen 1 điểm, Sevilla đứng cuối với 1 điểm. Tại bảng H thì Paris Saint-Germain dẫn đầu với 6 điểm, Benfica đứng thứ 2 với 6 điểm, Juventus xếp thứ 3 với 0 điểm, đứng cuối là Maccabi Haifa 0 điểm. Theo lịch thì đêm nay sẽ diễn ra một số trận đấu có đáng chú ý như sau. Đó là các cuộc so tài của Chelsea với AC Milan, Juventus với Maccabi Haifa, Real Madrid với Shakhtar Donetsk, Sevilla với Dortmund, Benfica với Paris Saint-Germain và Manchester City với Copenhagen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả các trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay, đồng thời dự đoán kết quả các trận đấu diễn ra ngày mai cũng như bảng xếp hạng của Cúp C1 châu Âu tính đến thời điểm hiện tại? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.